nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, theo trang báo Công giáo Sống và Cầu Nguyện có đưa tin về những hình ảnh mới nhất tại nơi an nghỉ của cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Điều lạ lùng là rất nhiều người không kể lương, giáo đều đến thắp hương, dâng hoa, dâng nến cầu nguyện cùng cha. Ngôi mộ rực sắc hoa của cha Giuse Trần Ngọc Thanh, nơi phần mộ ngài hầu như mỗi ngày đều có khách hành hương xa gần đến thắp nén hương tỏ lòng mến yêu. Hoa tươi cũng được đem đến viếng mộ cha rất nhiều, đến nỗi phải có một khung sắt lớn làm kệ giúp người viếng mộ có chỗ đặt để trật tự. Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh qua đời ngày 29 tháng 1 năm 2022 khi đang phục vụ tại giáo họ Sa Long, giáo phận Kon Tum. Sự ra đi đầy bất ngờ của cha ở tuổi đời còn khá trẻ khiến ai biết đến cũng có lòng xót thương. Ngày cha Thanh về với Chúa, chiếc ba lô giản dị của người tu sĩ có những viên kẹo còn chưa kịp phát cho trẻ nhỏ sau buổi lễ. Chiếc ba lô và những viên kẹo đã tạo hình ảnh gây xúc động mà nhiều người vẫn luôn gợi nhớ. Trong lòng mến, ngày 31 tháng 1 năm 2022, ngoài thân quyến và tu sĩ thuộc dòng Đa Minh, đông đảo bà con giáo dân đã đến đền thánh Martin, hạt Hồ Nai, giáo phận Xuân Lộc, dự thánh lễ an táng tiễn đưa cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Nơi ngài an nghỉ là mảnh đất hiện đang chôn cất nhiều tu sĩ thuộc dòng Đa Minh, nằm bên cạnh nhà nguyện chính của đền thánh. Cũng từ đó, hầu như mỗi ngày đều có người đến viếng mộ cha. Đặc biệt, ngày cuối tuần, lượng người thăm viếng khá đông vì nhiều người kết hợp dự lễ ở đền thánh Martin. Bà Nguyễn Thanh Hằng, Đồng Nai, trước khi cùng gia đình dự lễ Chúa Nhật, đã đến thắp hương, đọc kinh nơi cha Thanh an nghỉ. Nhà tôi cách nơi này hơn chục cây số thôi. Từ ngày cha Thanh được chôn cất ở đây, tôi đã hai lần đến thắp nén nhang, dâng bó hoa tưởng nhớ. Gia đình tôi đến để viếng mộ, tỏ chút lòng yêu mến vị linh mục đã sống một cuộc đời thật đẹp lòng Chúa. Cũng mang lòng kính yêu với vị linh mục trẻ, ông Huỳnh Văn Hiệp ở Đồng Nai bày tỏ: "Tôi đến viếng cha Thanh lần đầu và thấy khá đông người nhưng trật tự, văn minh. Hoa tươi được đặt rất nhiều nhưng không bị lộn xộn. Ở đây không riêng mộ cha Thanh mà phần mộ của các tu sĩ đều đơn sơ nhưng được chăm sóc cẩn thận lắm." Hình ảnh từng nhóm người lặng lẽ kính cẩn đứng bên mộ cha Thanh cầu nguyện, đọc kinh cũng dần trở nên quen thuộc. Theo các tu sĩ phụ trách coi sóc đền thánh Martin, trong khung giờ mở cửa, bà con giáo dân đều có thể đến viếng tất cả các linh mục, tu sĩ an nghỉ ở đây một cách trang nghiêm, lịch sự. Thông thường, người đến dự lễ, cầu nguyện ở tượng thánh Martin cũng hay ghé vào đọc kinh ở mộ phần của các cha, các thầy. Vì nhà thờ có diện tích nhỏ nên khi đông người dự lễ, nhiều tín hữu cũng đứng quanh khu vực nghĩa trang nhỏ này. Đền thánh có tên gọi đầy đủ là Tu viện Đền thánh Martin, được xây dựng tại vùng đất Hồ Nai thuộc Biên Hòa, Đồng Nai từ năm 1982. Đền thánh Martin hàng năm vào ngày 3 tháng 11, ngày lễ kính thánh nhân, luôn là điểm hành hương thu hút hàng ngàn người khắp nơi đến tham dự các thánh lễ. Còn ngày thường cũng đông tín hữu ghé thăm. Niềm yêu mến, xót thương cha Giuse Trần Ngọc Thanh được bà con giáo dân bày tỏ là vậy. Với các tu sĩ dòng Đa Minh, những người huynh đệ của cha Thanh, niềm thương này ngoài việc thể hiện trong sự chu toàn với người đã khuất, còn là những tâm tư được viết thành lời, thành thơ, thành nhạc. Trung tuần tháng 3 vừa qua, nhà dòng đã cho ra tựa sách lưu hành nội bộ. Anh đã giặt áo mình, dày 156 trang, với nội dung xoay quanh tâm tình, lòng yêu mến và suy tư về cái chết chứng nhân tin mừng. Sách chia thành 5 phần, gồm phần thông tin về cái chết của cha Thanh, thánh lễ an táng. Phần thứ hai là tập hợp những bài viết chia sẻ của các cha, tu sĩ dòng Đa Minh về sự hy sinh, phục vụ. Phần ba là hai bài hát tưởng nhớ vị linh mục hiền lành. Phần bốn gắn với kỷ niệm thời gian phục vụ ở Sa Long và phần phụ lục kèm nhiều hình ảnh.
chủ biên sách là cha Giuse Nguyễn Cao Luật. Trong nhiều chia sẻ về cha Thanh, người đọc được biết thêm về những cống hiến của Ngài trong những năm tháng rao giảng lời Chúa. Những năm gắn bó với giáo phận Kon Tum, cha đảm nhận công việc quy tụ các giáo phu sắc tộc và những người có khả năng để thực hiện công việc giữ gìn tiếng Xê Đăng Đắc Mốt. Ba công trình đã được cha cộng tác và hoàn thành là chuyển ngữ toàn bộ các sách bài đọc và sách lễ Roma qua tiếng Xê Đăng Đắc Mốt, hoàn thành quyển Tân Ước Xê Đăng Đắc Mốt, dựa vào quyển từ điển Xê Đăng Đắc Tô của tác giả Tin Lành Kenneth Smith đang giang dở soạn từ điển Xê Đăng Việt, Việt Xê Đăng. Quyển sách nhỏ này như chứa đựng những suy tư về con đường phục vụ, lý tưởng, chứng nhân tin mừng cùng bao yêu mến dành cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh. 100 ngày cha về nhà Chúa sắp đến, hạt lúa mì Giuse Trần Ngọc Thanh gieo trên vùng đất Tây Nguyên này rồi sẽ trổ sinh nhiều bông trái. Ngôi mộ, nơi an nghỉ của cha Thanh luôn rực sắc hoa tươi của dòng người mến mộ. Và những sắc hoa tươi này cũng là kết tinh của cuộc đời đã chọn phục vụ Thiên Chúa và con người là lẽ sống. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.